nhưng gia đình họ tự phát tâm và đã nấu cơm xong xuôi hết rồi. Vậy nên có một số Phật tử đã từ chối không dùng cơm trưa của gia đình họ chuẩn bị, khiến cho gia đình tín chủ cảm thấy buồn và áy náy. Có Phật tử ở trong đoàn trợ niệm còn nói với gia đình là bữa cơm họ nấu, mua hết bao nhiêu tiền thức ăn để ban trợ niệm gửi. Điều đó khiến cho gia đình tín chủ có người mất không được hoan hỷ. Kính mong Thầy khai thị cho những trường hợp đó, chúng con phải làm như thế nào? Khổ theo Thầy mấy năm nay sao mà còn ngu thế? Chắc là Thầy ngu cho nên trò gì? Trò cũng dốt luôn. Nhưng tôi có đến nỗi dạy các quý vị để ngu đến như thôi thế đâu. Ở đây không nhận là gì? Mình không nhận tiền bạc, không nhận những gì, những đồ làm kỷ niệm quý giá, đắt giá, có giá trị của người ta, hay là gì, mình không đến vòi người ta là phải cái này, phải cái nọ, phải cái kia. Ai đi chợ niệm, đừng có mình đi chợ niệm là để gì, gieo cái duyên cho người mất cũng như cho người sống. Cho nên ở đây mình phải làm thế nào để tạo một cái không khí gì hoan hỷ và thân thiện nhất giữa ban chợ niệm của mình và gì, người thân cũng như cái gì, cái bệnh nhân đang nằm ở trên giường mà chuẩn bị mất kia, phải có một cái mối quan hệ thân thiện nhất. Ví dụ trước đây tôi nghe thấy mấy Phật tử ở trong ban chợ niệm khác với đạo tràng chúng ta có nói gì, đi chợ niệm là không được này xâm hại đến bất cứ một cái gì của gia đình, nước tự phải mang đi để uống, cơm phải gói đi để ăn, và đấy là gì, những cái nhỏ nhất đó là nước mang đi để uống, cơm mang đi để ăn, và cái tâm cũng phải mang đi chứ không được gì, không được dùng của gia đình. Như vậy cái trường hợp này đấy, gia đình họ gì, họ nấu cơm rồi mà chúng ta gì không ăn, mà xong ăn thì lại bảo là gì, hết bao nhiêu tiền chúng tôi trả. Như vậy là gì, cố chấp. Tôi có dạy các quý vị cố chấp như vậy không? Không có. Chúng ta biết là gì, đi chợ niệm chúng ta phải tùy theo phương tiện. Ví dụ gia đình ở xa, họ nhất tâm họ thỉnh, mà đạo tràng chúng ta đông hoặc chúng ta không có điều kiện để thuê xe, thuê cộ chẳng hạn, thì họ gì, họ nhất tâm họ bảo là thôi cụ ơi, các Phật tử thì cứ gọi cái xe cho con, hoặc họ mang xe đến tận nơi họ đón, thì chúng ta gì, vẫn cứ đi bình thường. Họ thuê cái xe và họ xin trả tiền xe, không sao, chúng ta vẫn đi bình thường, giao duyên mà, có sao đâu. Chúng ta đến gia đình gì, cái nước thì bây giờ chúng ta biết nó cũng rẻ không, mà nhà nào mà chẳng có một cái thùng la vi thật to, hoặc là cái thùng la vi ở đó, đặc biệt khi nhà có người ốm đau họ có đấy để tiếp khách, thì chúng ta dùng cũng có sao đâu. Vì chúng ta đến nhà họ chỉ có nước trắng, mà chúng ta bảo ôi tôi không uống nước trắng đâu, tôi uống bò húc cơ, cho nên phải đi ra để mua bò húc cho mình á. Mua bò húc về thì có một cụ thì bảo là gì, tôi không uống được bò húc đâu, tôi uống gì, nước cam cơ. Họ lại phải gì, ra mua nước cam. Lại có một Phật tử trong đạo tràng bảo tôi không uống nước cam, tôi uống gì, tôi uống trà sâm rứa cơ. Thế thì mới gọi là gì, mới gọi làm phiền gia đình, làm phiền tín chủ, khổ lắm. Cơm họ nấu gì, nếu mà gì đi xa mà nấu thì họ chúng ta không chuẩn bị được, mà tốt nhất là gì, đến những nơi như thế nếu mà chờ niệm lâu dài, họ nhất tâm họ thổi cơm, chúng ta cứ hoan hỷ để họ nhận cho họ gì, cho họ vui. Họ cúng dường, những người tu họ gì, họ có phúc mà. Chúng ta san phúc một chút cho họ không được à, bún xỉn thế. Nếu bún xỉn như vậy các vị lên đây cúng dường tôi chả nhận cái gì xem. Lo buồn, thầy không tiếp, thế này thế nọ. Đó. Cho nên cũng phải nhận chứ. Mấy Phật tử mang mấy bộ quần áo lên hôm mùa đông vừa rồi ấy, khổ quá nhìn thấy cái bộ quần áo mình có mặc bao giờ đâu, nhưng họ mang lên họ thì họ bảo là chúng con nhất tâm chúng con thế này khác, mình vẫn phải gì? Cười tươi niềm nở đoán nhận, thậm chí phải đứng lên để mặc gì, mặc thử vào, ôi đẹp lắm. Để sao? Để cho họ gì, họ hoan hỷ. Họ cũng rằng mà họ không sinh tâm hoan hỷ thì họ gì, họ không có phúc. Cho nên mình cũng phải phương tiện làm sao để cho họ hoan hỷ. Chúng ta cũng vậy, đi chợ niệm đến gia đình người ta, người ta mà có điều kiện, người ta nấu cơm, có nước cho chúng ta uống, chúng ta cứ dùng, nhưng mà có đừng có vòi họ thôi. Đừng có được vòi đòi tiền là được, như tôi nói lúc ví dụ lúc nãy là được. Còn chúng ta gì? Tất cả cái đó là phương tiện. Nhưng một điều đặc biệt là gì? Không nhận tiền, không nhận quà để cho bản thân riêng mình,
Còn cái lúc đó thì bữa cơm chén nước thì phương tiện dùng được để cho gia đình họ hoan hỷ, họ thêm cái niềm tin vào Phật. Không có thấy chúng ta thì đi chợ niệm mà cứng nhắc như thế. Mình còn chấp khư khư ra còn thì làm gì mà khiến cho người nhà họ về Tây Phương được các quý vị? Hão. Hão là sao? Giả đấy. Cơm. Anh tu mà anh còn chấp như thế, chấp như con mèo. Con mèo chấp cái gì biết chưa? Thôi, nói đến đấy là tự hiểu. Đó. Cho nên ở đây thì các Phật tử chúng ta đi trở niệm cũng phải rút kinh nghiệm, đặc biệt là đạo tràng Tịnh Tông của Hội Việt Nam chúng ta. Thầy không dạy như thế là đừng có làm những cái việc. Còn người khác ở đạo tràng khác kệ họ. Mình đã tin thầy, theo thầy, thầy mình dạy thế nào thì mình cứ làm như thế. Phúc thì ta hưởng, tội thì thầy gì? Thầy gánh mà. Cứ làm theo thầy dạy, tội thì thầy gì? Thầy gánh cho. Còn phúc thì các quý vị cứ gì? Cứ tỏ tí te mà hưởng đi. Có một Phật tử nó hỏi, kính bạch thầy, con mới ở miền Nam chuyển ra Hà Nội sinh sống gần một năm nay, nhà có hai vợ chồng. Con đã lên thăm chùa hai lần, đã gặp các sư cô phụ trách phòng thông tin và hỏi về vấn đề nhập tháp báo ân. Nhưng các sư cô giải thích chưa rõ, cho nên về chồng con còn lưỡng lự, xin thầy giải thích cho con được biết để vợ chồng con có thể được nhập tháp báo ân ở tại chùa. Ở đây có Phật tử nói rằng hai vợ chồng mới chuyển từ miền Nam ra Hà Nội, muốn nhập tháp lên chùa 2-3 lần rồi, nhưng mà các sư cô giải thích chưa rõ, cho nên thì nay muốn giải thích rõ để có thể được vợ chồng có thể được nhập tháp. Ở đây á, thì cái này thì nhà chùa thì không phải là khuyến khích cái này, bởi vì cái này là chỉ dành cho những người có duyên thôi. Ai mà đủ duyên á, thì tự nhiên là gì, mọi việc Phật Bồ Tát sẽ sắp xếp, gia đình chúng ta gì, con cháu cũng sẽ gì, cũng sẽ hoan hỷ, người thân cũng sẽ hoan hỷ. Có những trường hợp đăng ký 2 năm nay rồi, vừa qua mất ấy, các con ấy, nó có cho vào đâu. Mà bình thường còn sống ấy, nó gì, nó lừa mẹ, nó như là gì, như thật đấy. Nhà ngay ngoài sân Tây này này, nó lừa là mẹ cứ yên tâm đi, mẹ không phải lo. Đấy, đến khi gì, mẹ mất bất cứ lúc nào chúng con sẽ gì, làm toại nguyện lòng mẹ. Nhưng mà khi vừa nằm xuống một cái, nó họp gia đình lại, nó gì, không có tháp thiết gì cả. Và cái trường hợp đó, họ cũng không cho trợ niệm luôn. Đó. Một hai Phật tử thân tín, có bạn của người đó đến thăm viếng thì nói rằng vừa nằm xuống một cái bảo trợ niệm nó vào không. Cái đứa con trai với gì? 2-3 đứa con trai nó họp lại, nó bảo nhất định không, không có trợ niệm gì nhất gì cả. Và cũng chẳng có tháp chiếc gì nữa. Đấy là khi bà còn sống thì nói như vậy cho bà vui thôi. Cho nên không luôn. Mà khi mà biết được cái chuyện đó một cái thì cái lúc đầu thì mất ấy. Phật tử kể đến viếng kể lại lúc đầu mất thì cái thân thể của bà cụ còn gì, còn hồng hào, còn dễ xem, nhưng càng về sau người cứ tím tái đen lại, mà kiến ở đâu, cái kiến hôi ở đâu nó cứ bò đến đầy ra, miệng cứ ứa cái nước dãi ra, cái mũi dãi ra rớt rớt, nhìn ghê lắm. Đó là sao? Đó là cái nghiệp, cái duyên của mình đấy. Còn sống thì gì, nó hứa đấy, nó làm cho mẹ thì vui đấy, chết nằm xuống một cái thì nó bội hứa ngay. Đó là sao? Cũng là oan gia trái chủ, đó cũng là cái nghiệp duyên của mình. Cho nên cái việc mà con cháu nó hứa cũng chưa chắc đâu, người thân hứa chưa chắc đâu. Và phải bao giờ thì sự việc nó diễn ra đúng như tâm nguyện của mình thì mới ổn. Cho nên nay các Phật tử chúng ta, ai mà đã đăng ký nhập tháp rồi, chúng ta cũng phải để dành một phương án B. Phương án B là sao? Tự mình phải ý thức được rằng mình đã gì, đã gửi niềm tin rồi, mình đã gửi cái tâm mình vào gì, vào nơi Đức Phật rồi, thì mình gì, nhất tâm gì để niệm Phật, để sau khi, ngay sau khi ra đi một cái là thần thức mình được A Di Đà Phật hiện đế để tiếp rước mình đi. Còn con cháu nó có nghe theo, nó mang vào chùa hay không mang vào chùa, hay nói gì, nó thiêu hay là nó đem nó chôn, kệ xác nó, đấy chỉ là tấm thây thôi, tấm thây chết thôi. Phương án B là phương án tối ưu nhất, là chúng ta phải chuẩn bị ngay từ bây giờ còn sống này, không có đến lúc đó gì,
khởi một niệm tâm là gì? Oán trách con cháu. Khởi một niệm tâm là gì? Thù hận. Liền A Di Đà Phật, quay lưng bỏ đi, không, vì Ngài đâu có rước những gì, những người gì còn khởi cái tâm thù hận về thế giới Ngài đâu. Cho nên chúng ta lại bảo là tu cả đời, quan trọng nhất là gì? Một niệm lúc lâm chung là như thế. Điều quan trọng là gì? Trước khi lâm chung chúng ta phải buông bỏ được gì? Hết tất cả những cái ưu phiền, những cái lo lắng đó để về với Phật. Phương án đó, phương án tối ưu nhất. Còn ở đây Phật tử hỏi rằng các sư giải thích cho chưa rõ. Thầy cứ đọc cái thông bạch nhé. Lúc nào xuống, hôm nay có ở đây thì xuống bảo gì? Chắc có ở đây mới đưa câu hỏi đến đây. Thế bảo là xuống bảo các sư in cho cái thông bạch về cái nhập tháp, đọc cho nó kỹ đi. Còn nếu mà nhập tháp được ấy, mà thực tế mà làm được thì lợi ích không? Có lợi ích chứ. Không lợi ích thì thầy làm cái gì? Chúng ta biết bình thường ra, chúng ta tu tập gì? Cả đời thật. Nhưng mà ai dám chắc chắn là mình gì? Mình cả đời mình tu tập, mình quyết định được vãng sinh ngay một đời này. Hoặc ai cũng có thể chắc chắn được rằng sau khi mình xả bỏ báo thân, mình không chấp vào cái tấm thân, cái nắm xương kia để gì? Để đi ra nghĩa địa. Cho nên ở đây là một cái phương thức là nếu mà ai mà không chấp thì cũng có lợi. Có lợi làm sao? Mình mà vãng sinh rồi, ngay lập tức vãng sinh rồi, khỏi cái nắm xương chúng ta đem ra ngoài nghĩa địa, thì các vị biết không? Đem ra nghĩa địa thì một năm, ngày giỗ và ngày Tết, các con các cháu ra nghĩa địa nó thắp hương một lần. Nó có vái ai ngoài đấy không? Vái ông thổ thần, vái ông gì? Thổ địa đó thôi. Chứ còn gì? Ta có thể dùng phương tiện để độ cho gì? Cho con, cho cháu chúng ta biết cái Phật Pháp, gieo duyên cho nó. Ta về, ta vãng sinh về Phật rồi, nhưng ta có thể dùng cái nắm xương để độ cho chúng nó bằng cách nào? Bình thường ra, bảo nó đi chùa nó gì? Nó rất khó. Nhưng nay, nó nghe theo di chúc của ta nó gì? Mang nắm xương của ta nó gửi lên tháp, lên chùa rồi. Ít nhất ngày giỗ, ngày Tết. Nó được gì? Ngày giỗ một lần, ngày Tết một lần. Mà chẳng nhẽ nó lên tới chùa mà nó không vào thắp hương ở chùa thì trang nghiêm, đẹp đẽ, thanh tịnh thế này. Các sư thì thân thiện như thế, Phật tử thì hoan hỷ như vậy, làm sao mà nó không vào thắp hương? Cho nên, cho dù nó có ngỗ ngược đến đâu, bất tín nhân quả đến đâu thì nó lên thắp hương cho mẹ nó thì, hoặc bố nó hoặc ông bà nó thì nó cũng phải vào chùa thắp hương. Nếu nó chả vào chùa cũng không sao, thầy có cách cho nó gì, gieo duyên cho nó hết rồi. Ở ngoài tháp báo ân, sáu cạnh, cạnh nào cũng gì, cũng có Phật Bồ Tát đứng ở đó. Nó có nhắm mắt thì bước vào thì gì? Có ai nhắm mắt mà bước vào được không? Không nhắm mắt bước vào được. Cho nên bắt buộc vào tháp rồi mở mắt để nó nhìn, nó đi. Thì đi cái gì? Cái bước chân đầu tiên nó vào nó phải nhìn thấy gì? Nhìn thấy tượng Phật, thấy Bồ Tát. Chẳng đó nó nói gì? Nó thắp hương cho bố mẹ, ông bà nó mà gì? Nó không thắp một cái nén hương vào trong cái bát hương Phật Bồ Tát đấy ư? Và thắp hương nó có bướng đến đâu nó cũng phải gì? Chắp tay nó bổ mấy cái. À, kệ nó. Nó thích bổ Phật cho nó bổ. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói gì? Ở đời sau này nếu có chúng sinh nào thì nam tín nữ nào tới cửa chùa tháp Phật thấy tranh ảnh tôn tượng của Ngài chỉ cần gì? Giơ một tay xưng Nam Mô Phật hoặc chỉ hơi cúi đầu xuống Phật cũng gì? Cũng thọ ký cho người đó nhờ duyên lành đó mà được thành Phật. Cho nên đây chính là phương tiện có thể độ được nó đấy. Bằng không nếu mà chúng ta thì chưa được siêu thoát thì có một cái nơi chốn gì? Thanh tịnh để gá cái thần thức tạm thời của mình, ít nhất là trong vòng 49 ngày. Ngày nào ở trong chùa cũng được nghe kinh, rồi ngày nào cũng được gì ạ? Được chén no nê nữa, có phải thành ma đói không? Không thành ma đói vì ở chùa ngày nào thầy cũng gì? Cũng chỉ giáo cho các sư, đặc biệt là các vị thị giả, các vị làm bếp, ngày nào cũng phải gì? Cúng Phật, cúng tổ và cúng gì? Bát cơm cúng ở dưới nhà vong. Cho nên nương vào thần lực của Phật mà buổi chiều nào cũng cúng gì? Cúng thí thực. Thí thực cho ai? Cho ai? Cho cả các vị Phật tử nếu mà chưa được giải thoát, thần thức còn đang nương náu ở trong báo ân, để ở trong nhà vãng sinh đường đó để tu đấy. Để ngự ở trong cái nắm xương của mình, chấp vào nắm xương mà. Về nhà thì con cháu gì? Có phải ngày nào nó cũng thờ, cũng cúng, có ngày nào cũng thắp hương đâu. Thậm chí mình chết đi rồi, nó sợ, nó chả muốn cho mình về đâu. Ngày giỗ, ngày Tết nó mới thỉnh về, nhưng mà thỉnh về xong nó muốn mau mau mình đi ấy. Nó sợ. Các vị không tin cứ đi mà xem. Mai kia mình chết mà xem.
Không tin tôi, mai kia mình chết mà xem. Thật mà tôi nói, tôi cười thì cười mà tôi nói thật đó. Mai kia chết mà xem nó đòi nó gì. Nếu chúng ta may mắn gặp các sư đến làm lễ nhập quan phá tang theo nghi thức Phật giáo cho thì nhẹ nhàng. Không may nó mời ông phù thủy đến là gì? Chắc chắn là trói chân, trói tay, nó dùng mấy cái bùa gì, nó dán lên ngực, nó thậm chí nó nhét vào miệng. À, nó úp cái ba cái dán cái bùa lên lên mặt cho mình, không thấy đường để, mục đích là không thấy đường để về ấy. Nó xem nó bảo trùng tang trùng phục, cho nên là nó bảo bây giờ không xử lý như thế là gì, là cái vong đi về bắt người thân trong họ trong hàng đấy đấy, cho nên là gì, nó tìm mọi cách nó ngăn mình, nó ngăn từ lúc gì chết bùa nó dán để quan tài rồi, nhà cửa thì góc nào cũng có bùa, ngoài cửa có bùa, thậm chí trên mộ mình nói gì nó cũng chôn gì chôn bùa. Đó, cho nên á, không may mà tu cả đời mà gặp vào cái con cái mà nó ngỗ nghịch, mà nó sợ bố sợ mẹ, nó về bắt nó mà nó làm cho như thế thì quả thật là khổ. Khổ lắm đấy, không phải đơn giản đâu. Đó, cái vấn đề tâm linh không có đùa được đâu các quý vị ạ. Đó, cho nên á, có đấy. Thay vào gì? Thay vào cái việc chúng ta bị khổ, chịu khổ như thế, chúng ta tự do, tự tại. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.